Tuần Liêm xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đón xem bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Trong bản tin sáng nay thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023, chúng tôi mời quý vị theo dõi các tin đáng chú ý sau đây. Thế giới đối mặt với nắng nóng kỷ lục trong năm nay. Giá xăng tại Ontario hôm nay giảm. Người Canada cần khai thuế trước ngày 1 tháng 5 bất chấp cuộc đình công trung tâm thành phố Montreal là điểm đến được du khách và người dân yêu thích. Đón chờ những cây hoa anh đào nở rộ ở khắp vùng Hamilton, Burlington và Niagara. Và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết, mời quý vị chú ý theo dõi. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị nhớ bấm like, bấm vào nút subscribe để đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để tiếp tục theo dõi các bản tin mới nhất. Sau đây là bản tin chi tiết. Thế giới đối mặt với nắng nóng kỷ lục trong năm nay. Các nhà khoa học khí hậu cho biết thế giới có thể sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình mới vào năm 2023 hoặc là 2024 do biến đổi khí hậu và khả năng hiện tượng thời tiết El Nino quay trở lại. Các mô hình khí hậu cho thấy rằng sau 3 năm của kiểu thời tiết La Nina ở Thái Bình Dương thì thế giới trải qua hiện tượng nóng hơn là El Nino vào cuối năm nay. Cho đến nay, năm có thời tiết nóng nhất từng được ghi nhận là năm 2016, trùng với đợt El Nino đạt ngưỡng cao nhất, mặc dù biến đổi khí hậu đã thúc đẩy nhiệt độ khắc nghiệt ngay cả trong những năm không có hiện tượng này. Châu Âu đã trải qua mùa hè nóng kỷ lục vào năm 2022 trong khi mưa cực đoan do biến đổi khí hậu đã gây ra lũ lụt thảm khốc tại Pakistan vào tháng 2, mực nước biển ở Nam Cực đã giảm xuống ở mức thấp kỷ lục. Nhiệt độ trung bình toàn cầu của thế giới hiện nay cao hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Kể cả khi hầu hết các nhà phát thải lớn trên thế giới đã cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải ròng xuống mức 0, song lượng khí thải CO2 toàn cầu năm ngoái vẫn tiếp tục tăng. giá xăng tại Ontario hôm nay giảm. Sau khi tăng đáng kể vào ngày thứ tư, Gas Wizard dự đoán là giá xăng của Ontario có thể giảm 4 cent vào ngày thứ sáu, khiến cho giá xăng ở hầu hết các thành phố bao gồm Toronto, Ottawa, Windsor và St. Catherine đều ở mức 159,9 cent một lít. Tại Peterborough thì giá xăng dự kiến sẽ là 158,6 cent một lít. Ngoại lệ duy nhất là giá xăng lúc này tại Thunder Bay sẽ là 167,9 sen 1 lít. Cẩn thận khi đi lại trên đường cao tốc xuyên Canada do tuyết rơi dày. Cảnh báo tuyết rơi vẫn có hiệu lực đối với phần lớn miền Nam Manitoba khi mà cơn bão tiếp tục kéo dài qua đêm. Cùng với đó là cảnh báo bão mùa đông bao phủ vùng Tây Bắc của Ontario trước khi có tuyết rơi dày 30 cho tới 40 cm. Hãy cẩn thận khi đi lại những nơi có gió mạnh với vận tốc 60 cho tới 80 km/h vào sáng thứ sáu vì nó sẽ làm giảm tầm nhìn. Tốc độ tuyết rơi có thể đạt 2 cho đến 5 cm một giờ vào các thời điểm xung quanh Thunder Bay và trên khắp Sunset Country. Do tuyết rơi dày và gió lớn, việc đi lại sẽ rất nguy hiểm dọc theo đường cao tốc xuyên Canada cũng như là phần còn lại của các đường cao tốc chính trong khu vực. Đối với miền Nam Manitoba, khu vực Winkler có thể có tuyết dày 15 cho tới 30 cm vào cuối tuần. Ở khu vực giáp với Ontario xung quanh Piney, tuyết sẽ ít hơn nhưng vẫn rơi dày 10 cho tới 20 cm. Tây Bắc của Ontario sẽ chịu nhiều ảnh hưởng do tuyết rơi vào cuối tuần với tuyết có thể rơi dày 20 cho tới 30 cm từ Fort France đến Thunder Bay. Ở phía Bắc Thunder Bay xung quanh Absala có thể có lượng tuyết từ 30 cho tới 40 cm cho đến ngày thứ bảy các điều kiện sẽ cải thiện đáng kể trong suốt ngày thứ sáu đối với vùng Paris và suốt cuối tuần đối với vùng Tây Bắc Ontario. Canada đầu tư hàng triệu đô la cho hệ thống nhập cư Canada đã dành hàng chục triệu đô la để giúp đẩy nhanh quá trình xử lý đơn xin nhập quốc tịch, cung cấp hỗ trợ pháp lý cho những người xin tị nạn và hiện đại hóa hệ thống nhập cư của Canada theo kế hoạch ngân sách năm 2023 của Đảng Tự do. Kế hoạch của chính phủ là tăng mục tiêu nhập cư hàng năm từ 465.000 người vào năm 2023 lên 485 người vào năm 2024 và 500.000 người vào năm 2025, chủ yếu là để giảm bớt cuộc khủng hoảng lao động khiến cho Canada có hơn 1 triệu vị trí việc làm chưa được tuyển dụng. Người dân Canada cần khai thuế trước ngày 1 tháng 5 bất chấp cuộc đình công. Cơ quan doanh thu Canada CRA đã xử lý gần 30 triệu tờ khai thuế hàng năm và cho đến nay, họ đã nhận được hơn 17 triệu tờ khai thuế. Điều đó có nghĩa là khoảng 13 triệu người vẫn phải nộp thuế cho năm 2022, ngay cả khi nhân viên liên bang đình công, CRA vẫn không gia hạn thời hạn nộp thuế. Đối với CRA thì hoạt động khai thuế vẫn diễn ra bình thường. Nếu mà bạn chưa khai thuế, bạn vẫn còn thời gian cho đến ngày 1 tháng 5. Nếu bạn không nộp thuế trước thời hạn và nợ tiền thuế thì bạn sẽ bị phạt do nộp muộn 5% số dư còn nợ và 1% cho mỗi tháng bạn nộp chậm. Điều quan trọng là bạn phải khai thuế mỗi năm để tận dụng các chương trình của chính phủ bởi vì nếu không khai, bạn có thể sẽ bỏ lỡ các khoản tiền miễn phí như là tín dụng GST hoặc là trợ cấp trẻ em. Nếu bạn đang mong đợi được hoàn lại tiền nhưng lại bị trì hoãn, CRA sẽ trả cho bạn tiền lãi ở mức 7% trên số tiền hoàn lại của bạn bắt đầu từ 30 ngày sau khi bạn nộp đơn. Viễn cảnh của dự luật C-18 được thông qua. Google, Meta không loại trừ việc chặn tin tức ở Canada. Theo Ken Walker, chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu và giám đốc pháp lý của Google, cho biết công ty hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu có hạn chế các liên kết báo chí từ người Canada hay không nếu dự luật Bill C-18 của chính phủ liên bang được thông qua. Đầu năm nay, Google đã chạy thử nghiệm kéo dài 5 tuần để ngăn 3,3% người dùng Canada nhìn thấy các liên kết tin tức khi tìm kiếm báo chí trên công cụ tìm kiếm của Google. Vụ việc lần đó đã làm ảnh hưởng tới hơn 1 triệu địa chỉ IP. Mặc dù là thử nghiệm đã kết thúc vào tháng 3, nhưng đây vẫn là một lựa chọn dài hạn hơn cho Google để đáp lại dự luật Bill C-18 mà họ phản đối. Dự luật Bill C-18 của chính phủ nhằm yêu cầu các đại gia công nghệ phải trả tiền cho các công ty truyền thông Canada để liên kết đến hoặc là sử dụng lại nội dung của họ trực tuyến Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram cũng đang xem xét chặn tin tức từ nền tảng Canada của họ để đáp lại Bill C-18. Dự luật tin tức trực tuyến này hiện nay đang được Thượng viện xem xét sau khi được Hạ viện thông qua vào tháng 12. Canada sẵn sàng cung cấp thuốc phá thai nếu mà Hoa Kỳ vẫn duy trì lệnh cấm. Bà Karina Go, Bộ trưởng Gia đình, Trẻ em và Phát triển Xã hội Canada, cho biết chính phủ liên bang sẵn sàng cung cấp cho người Mỹ quyền sử dụng thuốc phá thai được sử dụng rộng rãi nhưng lại bị hạn chế ở Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn tại chương trình Power Play của CTV, Bộ trưởng Karina Go đã được hỏi liệu Canada có đủ nguồn cung cấp Mifepristone hay không. Theo đó, bà Go cho biết Canada hiện nay vẫn chưa có đủ nguồn cung, nhưng đó là điều mà chính phủ liên bang đang suy nghĩ và tích cực giải quyết. Trung tâm thành phố Montreal là điểm đến được du khách và người dân yêu thích. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy trung tâm của thành phố Montreal vẫn là nơi yêu thích của nhiều người. Trung tâm thành phố Montreal có tỷ lệ hài lòng rất cao đối với du khách, đặc biệt là đối với khách du lịch từ bên ngoài Quebec. Những người bày tỏ sự hài lòng 100% khi đi qua trung tâm đô thị. Tỷ lệ hài lòng là 94 đối với sinh viên, 93 đối với người dân, 92 đối với khách du lịch địa phương và 91 đối với người lao động. Những người được khảo sát đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với bầu không khí và sự năng động, các dịch vụ văn hóa, nhiều hoạt động giải trí miễn phí, ẩm thực và sự gần gũi với tất cả các dịch vụ tại trung tâm thành phố Montreal. Ngoài ra, khả năng tiếp cận trung tâm thành phố bằng phương tiện công cộng cũng là yếu tố được đánh giá cao. Đắm chìm trong hơn 7 triệu bông hoa tại lễ hội Tulip ở tỉnh BC một lễ hội lớn với hàng triệu bông hoa tulip tuyệt đẹp hiện đang mở cửa ở PC và nó chỉ cách Vancouver một đoạn lái xe ngắn. Lễ hội hoa tulip Chilliwack đã quay trở lại, chào đón khách tham quan đến chiêm ngưỡng những cánh đồng với hơn 7 triệu bông hoa tulip đầy màu sắc với hơn 30 giống khác nhau. Khu đất trải rộng trên 20 mẫu anh này, bao gồm những cánh đồng hoa thủy tiên vàng và hoa dạ lan hương, sẽ mang đến cho du khách những bức ảnh check-in tuyệt đẹp. Giá vé vào cửa là từ 11 86 đồng 86 mỗi người. Địa chỉ là 41.310 Royal Wood Drive, Chelawat, tỉnh PC và có bãi đậu xe tại đây. Đón chờ những khoai hoa anh đào nở rộ trên khắp vùng Hamilton, Burlington và Niagara. Hamilton và các cây hoa anh đào trong khu vực đang ra hoa và sẽ bắt đầu nở rộ vào tuần sau Thời gian ước tính để ngắm những bông hoa anh đào màu hồng nhạt này là trong khoảng từ 4 đến 10 ngày. Tại các vùng Hamilton, Burlington thì có các công viên Bayfront Park, phía sau nhà kính Gay Park, công viên Centennial Park ở Dundas và công viên Spencer Smith Park ở Burlington là một số địa điểm mà quý vị có thể đến để ngắm hoa anh đào. Các địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng ở vùng Niagara gồm Niagara Park, Kingsbridge Park và một số công viên khác. Đối với khu vực Saint Catherine, du khách có thể đến khuôn viên Garden City của Đại học Brock và nghĩa trang Lakeview ở Thoreau. Các quan chức ở mọi thành phố cũng nhắc nhở người dân và du khách về việc cẩn thận ở những khu vực nhạy cảm về mặt sinh thái và không được khái hoa. Gặp gỡ những người Canada trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm nay của tạp chí Time. Hàng năm thì tạp chí Time đều công bố danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới Danh sách này được công bố lần đầu tiên vào năm 1999, bao gồm những nhân vật có đóng góp đáng kể trong các lĩnh vực của họ, từ chính trị và khoa học cho tới giải trí và kinh doanh. Time một trong năm nay có sự góp mặt của thiên tài hai kịch và biểu tượng linh hoạt Jennifer Coolidge và nhà tiên phong âm nhạc Doja Cat và đương kim đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska. Dưới đây là những người Canada góp mặt trong danh sách năm nay. Thứ nhất là Nathan Fielder là người lớn lên ở Vancouver và theo học trường trung học Point Grey. Tại đây, anh là thành viên của một nhóm hài kịch ngẫu hứng với huyền thoại hài kịch Seth Rogen. Fielder được đề cử bởi bạn diễn Emma Stone, người trước đây đã từng nằm trong danh sách 100 của Time. Fielder và Stone hiện nay đang làm việc cùng nhau trong một bộ phim hài sắp ra mắt có tên là The Curse. Có lẽ là Fielder được biết đến nhiều nhất với vai trò sáng tạo và đóng vai chính trong Nathan for You trên Comedy Central. Ngoài ra, anh cũng viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính trong loạt phim tài liệu hai kịch The Rehearsal được giới phê bình đánh giá cao. Người thứ hai là Elon Musk. Elon Musk. rời nhà ở Nam Phi vào năm 17 tuổi để làm việc tại một trang trại của người Anh họ ở Wardak, tỉnh Saskatchewan. Từ đó, thì ông trở thành công nhân mang hai quốc tịch Nam Phi và Canada, vì mẹ của ông sinh ra ở Canada. Một năm sau, ông Musk bắt đầu học tại Đại học Queen ở Ontario trước khi chuyển tới Đại học Pennsylvania. Nhà báo và người dẫn chương trình podcast Kara Swisher là người đã viết bài báo về Time 100 của ông Musk. Theo Swisher, ông Musk đã sớm nổi bật nhờ trí tưởng tượng vô tận và động lực không ngừng để giúp tên lửa hạ cánh trên các bể dưới đại dương đi tiên phong trong cuộc đổi mới của xe điện và thay đổi cách mà chúng ta nghĩ về năng lượng dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, Swisher không còn cảm thấy tích cực về sự nghiệp của ông Musk. Kể từ khi ông thống trị Twitter, mặc dù là Swisher không phải là người duy nhất có cảm giác chua chát về ông Musk, nhưng quy mô ảnh hưởng toàn cầu của ông không thể phủ nhận. Twitter đã ca ngợi Swisher vì bài đánh giá chính xác về mức cay nghiệt của cô về Musk cho Time 100 năm 2023. Quý vị cảm thấy thế nào về việc Fuser và ông Musk góp phần trong danh sách năm nay? có người Canada nào khác mà theo bạn nên góp mặt trong danh sách này hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận và sau đây là tỷ giá hối đoái và giá vàng hôm nay một gia kim bằng 0,7424 mỹ kim và bằng 0,6769 euro một giá kim hôm nay đổi được 17.330 đồng Việt Nam và một mỹ kim đổi được 23.431 đồng Việt Nam Đối với giá vàng hôm nay thì một ounce vàng hôm nay dao động ở mức 1986 Mỹ kim và dao động ở mức 2685 giá kim. Và đó là bản tin Canada sáng nay trên kênh Culture Channel. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị tiếp tục bấm like và bấm vào nút subscribe để đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để tiếp tục theo dõi các bản tin mới. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.